hưu đùi vằn, hay còn biết đến là okapi, mặc dù nó có vẻ ngoài giống hưu và những mảng sọc giống ngựa vằn. Nhưng okapi là họ hàng gần gũi nhất của hưu cao cổ. Hưu đùi vằn sống chủ yếu ở rừng nhiệt đới và là sinh vật đặc hữu của Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng có chiều cao khoảng 1,5 mét, dài khoảng 2,5 mét, với trọng lượng từ 200 đến 350 kg. Thức ăn của chúng là thực vật. Đây là sinh vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống.